tại cửa hàng Công Cương trên đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều bà mẹ chọn nơi đây để mua sắm. Vì bên cạnh những sản phẩm quần áo tã sữa cho em bé, họ còn chọn được những gói cháo tươi của Sài Gòn Food. Điều đặc biệt, đây là những gói cháo tươi được bổ sung DHA, một loại axit béo không no, cần thiết thuộc nhóm axit béo omega 3 mà cơ thể không tự tổng hợp được nên phải đưa vào từ nguồn thực phẩm. Chị Phạm Thị Bạch Tuyết, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, một mẹ trẻ có con nhỏ gần 1 tuổi. Lâu nay chị Tuyết thường chọn sản phẩm cháo tươi của Sài Gòn Food vì sản phẩm này có nhiều ưu điểm nổi bật. Mình thường hay mua đồ ở Con Cưng lắm, thì năm ngoái mình mua bột ăn dặm, được tặng gói cháo tươi cá hồi cà bóc xôi, mình về cho con ăn thử, thì bất ngờ là con mình ăn hết một lần một gói luôn, mà ăn xong vẫn còn thòm thèm, rất là vui luôn, tại vì bình thường nó kén ăn lắm. Thì trước đây mình cũng ngần ngại cho con sử dụng sản phẩm chế biến sẵn lắm, mình sợ chất bảo quản. Nhưng mà thấy con thích ăn quá thì mình tìm hiểu kỹ hơn, thì mình biết được là cháo tươi này thì sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, không chất bảo quản mà lại không hạt nêm, bột ngọt, bổ sung DHA và rất là đầy đủ dinh dưỡng. Thì mình rất là yên tâm cho con sử dụng hàng ngày. Thì được biết thêm là công ty Sài Gòn Food là một trong top 10 công ty thực phẩm uy tín, nên là mình cực kỳ yên tâm luôn. Họ có rất là nhiều sản phẩm luôn, là từ lúc 6 tháng cũng có, lúc 10 tháng cũng có, còn lúc 13 tháng cũng có. Và vị thì nói chung là 20 mấy vị luôn. Con mình ăn đổi sáng trưa chiều tối là không biết ngán luôn. Không chỉ ở hệ thống cửa hàng Con Cưng, hiện các dòng sản phẩm cháo tươi của Sài Gòn Food đã có mặt ở nhiều hệ thống cửa hàng mẹ và bé khác như Bibomart, Kip Plaza, Shop Trẻ Thơ và các kênh thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada. Đồng thời chiếm lĩnh từ 90% diện tích trưng bày tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi uy tín trên toàn quốc như Co-op Mart, Co-op Food, Bixi, Aeon, Lotte Mart, Vinmart, Sotra Food, Bách Hóa Xanh. Sài Gòn Food có những cái rất nhiều các cái công trình nghiên cứu được hỗ trợ bởi các cái chuyên gia dinh dưỡng, giúp cho Sài Gòn Food vừa có được một cái sản phẩm mà đầy đủ dinh dưỡng, và cộng với các cái công trình nghiên cứu thì có như test kiểm với người tiêu dùng để làm sao để tạo ra được cái vị mà gần gũi với bé nhất. Bắt đầu mình phát triển các cái mẫu này ở trong phòng lab, được kiểm tra về dinh dưỡng, chất dinh dưỡng ở các cái viện kiểm nghiệm cũng như là viện nghiên cứu, để mình có được một cái sản phẩm hoàn hảo nhất dành cho người tiêu dùng. Ví dụ như là sữa hay là các cái dòng sản phẩm khác, người ta đều đã bổ sung DHA từ lâu rồi, nhưng mà chưa có một công ty nào mà người ta có thể bổ sung trực tiếp DHA vào trong thực phẩm mà nó vẫn qua quá trình chế biến, nó vẫn còn bảo tồn nguyên ở trong cái sản phẩm. Khi mà Sài Gòn Food ra cái dòng sản phẩm cháo tươi có bổ sung DHA, không hạt nêm, bột ngọt, thì người tiêu dùng họ rất là hoan nghênh. Trong năm 2020 vừa rồi là Sài Gòn Food đã bán được tới hơn 10 triệu gói cháo. Theo nghiên cứu của WHO, FAO, các bà mẹ có trẻ nhỏ ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, bổ sung quá thấp hàm lượng DHA cho trẻ so với mức khuyến cáo của WHO. DHA được bổ sung vào cháo tươi Sài Gòn Food bằng những hình thức tự nhiên như chọn lọc và phối hợp các loại nguyên liệu giàu DHA, bổ sung DHA từ chiết xuất dầu cá nhập khẩu, có chứng nhận quốc tế và xuất xứ rõ ràng. Bằng cách bổ sung này, cùng các nguyên liệu tươi, vitamin nhóm B, B1, B6 và các vi chất dinh dưỡng khác, giúp những gói cháo không những cân đối các nhóm chất, tăng cường chuyển hóa năng lượng, giúp bé tiêu hóa tốt, còn giúp trẻ thòm thèm với thế giới ẩm thực phong phú. Nghiên cứu ở trong phòng lab thì cái quá trình mình sử dụng các cái nguyên vật liệu từ đầu vào thì mình phải tuân thủ nghiêm ngặt, có mấy cái không. Cái số 1 là không chất bảo quản, không hạt nêm, bột ngọt, không phẩm màu tổng hợp, không các cái chất tạo ngọt nhân tạo. Thì các khi mà mình để cái vị của nó mà được trẻ em và cũng như người tiêu dùng chấp nhận ấy, thì mình phải sử dụng các cái chiết xuất tự nhiên để thay thế, ví dụ chiết xuất từ nấm men để mình tạo ra cái vị ngọt tự nhiên dành cho các cái sản phẩm. Ngoài ra ví dụ như dòng sản phẩm cháo tươi Sài Gòn Food Baby chẳng hạn, chúng tôi sử dụng cái nước hầm xương cá hồi để tạo ra một cái vị ngọt tự nhiên gần gũi nhất đối với trẻ, mà không có bị tanh, hay là các trẻ em vẫn có thể ăn được tốt. Cũng trong năm 2021, ngoài các kênh bán hàng hiện đại, cửa hàng bỉm sữa cháo tươi Sài Gòn Food còn được đẩy mạnh kênh bán hàng truyền thống trên khắp cả nước.
Với các mẹ thích mua sắm online, có thể ghé thăm website buaantui.vn để mua sản phẩm cháo tươi với giá ưu đãi.